Sau khi bạn vẽ xong cột thì cái này nó hết giá trị sử dụng thì chúng ta có thể xóa nó đi. Mình lên. Sau đó thì bấm lên. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ vách. Thì đầu tiên là những cái chỗ nào mà có vách thì tại chỗ đó sẽ không có dầm. Do vậy mà đoạn này mình sẽ xóa dầm đi. Tương tự thì mình sẽ xóa cái đoạn dầm này đi, sau đó mình sẽ vẽ lại từ đây đến đây. Sau khi mình vẽ xong vách thì mình sẽ vẽ lại. Tương tự mình sẽ ở đây có dấu X, tức là ở đây không có sàn. Do vậy mà mình sẽ xóa toàn bộ cái sàn này đi. Sau đó thì về sau khi mình vẽ xong vách VA này, mình sẽ vẽ lại cái khô sàn này. Ở bên này cũng tương tự như vậy. Vậy mình sẽ tiến hành là xóa hai thằng này đi. Xóa cũng như dầm này nữa. Đối với lại vách đặc thì mình sẽ vẽ từ mặt bằng rẽ bằng 0. Bây giờ mình sẽ copy thằng này. Ctrl C, Ctrl V ở 4m2. Ok. Mình sẽ vẽ một cái vách đặc trước. Vách đặc thì đầu tiên là mình sẽ tạo một cái dầm 5. Cái dầm 5 là cái dầm ảo, nó không có khối lượng. Do vậy mà khi các bạn vẽ vào công trình thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả tính toán của trong sáp. Chúng ta sẽ vẽ thoải mái. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái, bây giờ mình sẽ vẽ cái vách kiểu liên sườn này trước. Thì cái đoạn này trong đề này người ta thiếu dữ liệu, do vậy mà mình giả sử đấy nó bằng 2m, còn bên này nó bằng 3m. Đầu tiên là chúng ta sẽ bắn một cái điểm x từ đây là bằng âm 2, yz bằng 0. Sau đó thì mình sẽ vẽ một cái dầm 5 tại vị trí này. Cũng ở đây thì chúng ta cũng vẽ theo quy tắc là từ trái sang phải và từ dưới lên trên. Rồi, bây giờ từ cái dầm 5 này mình sẽ x chút lên ra vách. Thì các bạn ở cái thanh công cụ này thì các bạn vào x chút này query. Nếu mà ở thanh công cụ của các bạn nó bị ẩn thì các bạn sẽ vào cái biểu tượng mũi tên xuống này, kích vào, sau đó những cái thằng nào mà có chữ V là sẽ hiện được hiển thị ở trên thanh công cụ. Kích vào x chút này query. Ở đây thì công trình chúng ta là cao 28,2, như vậy mà mình sẽ x y bằng 0 này, VA và Z là 28,2, number là 1. Ok. Ở bên 3D thì để cho dễ nhìn thì các bạn có thể vào chữ V, sau đó bật cho mình cái Pure Object, tức là hiển thị cái phần tử tấm. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào đây. Tại vì cái vách chỗ này này và chỗ này chúng ta có thể copy dùng cái lệnh linear của duplicate, chúng ta copy ra được cả hai thằng này khoảng cách là 2,5m, nó bằng một nửa của 5m. Bây giờ chúng ta sẽ vào một là các bạn có thể vào edit duplicate, không thì các bạn có thể bấm cho mình Ctrl R cho nhanh, sau đó vào mục linear. Chúng ta sẽ copy theo cái phương y là âm, chúng ta copy đang copy ngược chiều ở chỗ y, vậy chúng ta sẽ là âm 2,5m. Chúng ta cần là hai thằng. Ok. Bây giờ là còn mỗi cái thằng này thì chúng ta lại vẽ thêm một cái dầm 5 tại vị trí này, cũng vẽ từ dưới lên trên. Sau đó từ cái thằng này chúng ta sẽ x chút lên thì chúng ta ra được cái vách ở phía sau này. Bây giờ chúng ta lại vào x chút VA. Ok. Đấy. Màu của nó khác bởi vì cái gốc cộng cái hệ tọa độ phương của nó bị khác. Đây là mình đang hiển thị màu theo cái theo cái phần tử. Còn nếu mà các bạn hiển thị màu theo cái tiết diện thì nó sẽ cùng một màu. Đấy. Đấy là vách VA, nhưng mà đây mới chỉ là những cái vách đặc thôi. Còn cái đoạn trước này thì nó sẽ có cái cửa thang máy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái chỗ đoạn cửa này. Thường thì khi vẽ cửa, khi vẽ mà những cái vách mà nó có đục lỗ thì mình sẽ vào hẳn cái mặt cắt của nó để mình vẽ, sau đó mình sẽ copy lên. Bây giờ mình sẽ vào cái
Do cái mặt cắt cửa thang máy này đi qua cái trục hai, vậy mình sẽ vào cái mặt cắt đi qua trục hai, nó là mặt cắt IOZ, IZ này. Bên này mình bật 3D. Khi mà mình bật mặt cắt bên này thì bên này tốt nhất là nên bật X để chúng ta quan sát xem là mặt cắt của chúng ta ở đâu. Đây, mình sẽ di chuyển đến trục 2. Thang máy của chúng ta nó khi mà mình di chuyển chuột ở bên giao diện bên trái này thì bên kia nó cũng sáng lên màu đỏ ấy. Đấy, vậy thì cái cửa thang máy của chúng ta là từ bên này cho đến bên này. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là vẽ một cái vách đặt trước. Đây là vách VA25. Mình sẽ vẽ, đây là mình đang vẽ ở mặt bằng tầng 1. Bây giờ mình sẽ chia cái vách này ra để tiến hành làm cái cửa thang máy. Thì đầu tiên là các bạn, cửa của chúng ta là có chiều cao là 2m2 và cái khoảng cách từ đây từ cái trung điểm của cái đoạn này sang hai bên là 0,75. Đầu tiên mình sẽ vẽ một cái dầm lăn để mình chia. Ở đây là 0,75. Sau đó thì các bạn bật cho mình cái chế độ bắt trung điểm. Cửa thì nó cao khoảng, đây là 0,75, từ đây cho đến đây là 1 mét, vậy thì đây chúng ta sẽ bắn tiếp, đây là 1. Cửa của chúng ta là cao 2,2 m, vậy chúng ta sẽ nhập vào cái này là 2,2 m. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đục lỗ vách. Bây giờ các bạn vào, một là các bạn có thể vào Edit, Edit Line, chọn Divide Frame, hoặc là có thể vào luôn cái thanh công cụ Divide Frame. Thì đi thi nếu mà ở thanh công cụ chúng ta có thì chúng ta nên vào này để tiết kiệm thời gian. Ở đây thì mình sẽ vào thanh công cụ Divide Frame. À quên quên quên, đây đây là chúng ta đang chưa vách, vậy thì các bạn sẽ vào cho mình là Mesh Array. À, Array, hoặc là vào Edit, Edit Array, chọn Divide Array, hai cái thằng như nhau. Ở đây thì mình sẽ vào cái Array ở thanh công cụ. Sau đó thì cái mục đầu tiên Intersection là Visible Grid Line, đây là chia vách theo lưới, đây là chia phần tử tấm theo lưới, còn cái này là chia phần tử tấm theo đường thẳng. Còn đây là chia phần tử tấm theo điểm, thì ở đây là mình đang chia theo những cái dầm chia theo những cái dầm lăn này này, vậy thì mình sẽ chia theo đường thẳng. Ok. Đó. Sau đó thì mình sẽ xóa hai thằng này đi, tạo tạo cái cửa thang máy. Khoảng cách từ cái từ đây mình, giả dụ mình lấy điểm lên là điểm mốc, thì khoảng, do cái tầng 1 và tầng 8 nó cùng chiều cao là 4,2 m rồi, mình sẽ cóp thằng này lên trên tầng 8. Thì cái khoảng cách cóp lên là một khi mình tính từ đây là mốc, thì khoảng cách từ đây cho đến điểm này là bằng 28,2 m trừ đi 4,2 m thì nó bằng 24. Mình sẽ cóp thằng này lên. Nhớ là khi mà cóp những thằng này thì chúng ta không được dùng lệnh Ctrl C mà phải dùng lệnh Linear của Green muốn liên kết. Bây giờ các bạn bấm cho mình Ctrl R Linear, mình sẽ form lên một đoạn là 24 m. Đây là một. Ok. Đấy. Tiếp theo là cái tầng mấy cái tầng giữa này. Đầu tiên là mình sẽ form lên một tầng trước. Mình crop từ điểm này lên điểm này là 4,2 m. Vậy thì mình sẽ Ctrl R Linear, đây là 4,2 m. Ok. Tuy nhiên, mà khi mình crop từ cái tầng 1 lên tầng 2 này thì tầng 1 nó là 42 còn tầng 2 nó là 33.
Như vậy mà cái đoạn này mình sẽ chia theo lưới, đoạn này này mình sẽ chia theo lưới vào, các bạn có thể vào Mesh Array ở các công cụ, sau đó mình sẽ chia theo lưới, tắt cái này đi. Ok rồi, sau khi chia xong thì mình sẽ xóa cái này đi. Vậy là chúng ta sẽ có cái cửa thang máy của tầng 2 cao là 3m3. Sau đó thì từ cái này chúng ta sẽ comment lên trên controller này nia, chúng ta sẽ cóp lên thêm là 5 thằng nữa, và mỗi thằng là, và khoảng cách từ điểm này lên điểm lên trên ấy là nó là khoảng 3m3, 3m3 5 thằng. Ok đấy. Bây giờ chúng ta đi vẽ tiếp bên này thì là 3D này. Bây giờ chúng ta đi vẽ tiếp cái thằng VB. VB thì nó toàn là vách đặc hết, do vậy mình sẽ vẽ như cái mình vẽ một cái dòng nam rồi mình ít chút lên là xong. Bây giờ lại di chuyển xuống cái mặt bằng ở đây đây Z10 rồi. Và chúng ta sẽ vẽ một cái dòng nam. Đầu tiên bắn điểm trước đi. X3. Đành thế. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ dầm 5. Cũng vẽ từ trái sang phải, từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Sau đó thì toàn bộ thằng này chúng ta sẽ ít chút lên là xong. Thì nữa thì đây cái chỗ đoạn vách này thì nó tạm thời nó chưa chia. Cái vách này là nó đang là vẽ một phát từ cái mặt bằng tầng 1 cho đến mặt bằng tầng mái. Do vậy mà tí nữa chúng ta sẽ chia theo lưới, để chúng ta sẽ chia theo lưới của các tầng. Thằng này chúng ta sẽ ít chút nó lên. VB 28m2. Đây chúng ta sẽ ít chút thì các bạn chọn cho mình select Property Array Section, các bạn cho mình chọn, các bạn chọn cho mình VA và VB. Ok. Vậy chúng ta sẽ chia trong lưới Edit Edit Array Divide Array, chia theo, chúng ta sẽ chia trong lưới. Ok. Đó, nó sẽ chia chúng ta theo các tầng. Bây giờ chỉ còn mỗi cái vách VC25. VC25 thì do cái vách này nó nằm ở vị trí nó không thuộc một cái trục nào hết, do vậy mà chúng ta sẽ phải tạo mặt cắt. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xóa dòng này đi. Cái dòng này nó tạm thời nó đang chưa chia, vậy chúng ta sẽ chia luôn. Bên này thế, bên này cũng chúng ta chia luôn. Các bạn vào cho mình Edit, Edit Line, chọn Trimming Tan. Thì các bạn, Edit, Edit Line, Divide Frame. Các bạn chọn cho mình là Break Up Intersection, Select Join Frame Array. Thì join là chia cái phần tử thanh theo điểm, chia theo dao của các thanh. Thì ở đây là mình đang là chia theo dao của các thanh. Ok. Đấy. Thì thằng này với thằng này nó là hai dòng khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xóa dòng này đi. Do là cái vách VC25 này nó đối xứng nhau, do vậy mình chuyển vẽ một cái thôi. Sau đó mình sẽ dùng cái lệnh đối xứng để mình cóp xong. Bây giờ thì mình sẽ xóa này đi. Hiện tại thì chúng ta đang ở mặt bằng tầng 1. Đối với lại vách đục lỗ thì bao giờ mình cũng sẽ vào cái mặt cắt của nó và mình vẽ từng tầng một, mình cóp lên. Thì đầu tiên là mình sẽ vào cái mặt cắt. Do đây không mặt cắt thì mình sẽ phải tạo. Thì các bạn vào Draw, chọn Draw Diviner. Sau đấy thì mình sẽ tạm cắt ở đây. Chú ý là chúng ta vẽ theo cái chiều từ trái sang phải. Đấy. Sau đó chúng ta đặt tên. Thì ở đây là mình đặt là vách, mình đặt là VC đi. Add New. Ok. Bên này thì chúng ta di chuyển lên cái nó di chuyển lên mà bằng
Rồi. Vậy là cái vách VC chúng ta đang nằm từ đây đến đây. Khi mà các bạn có thể thấy là khi mình di chuyển chuột từ khi mà mình di chuột vào cái điểm này ở giao diện bên trái thì cái bên giao diện bên phải nó cũng cái điểm đó nó cũng sẽ phát cũng có hiện màu đỏ. Đấy, vậy thì vách của mình sẽ là từ đây đến đây. Đầu tiên là mình sẽ vẽ một cái vách ở tầng 1 trước. VC25. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đục lỗ cái cửa cửa sổ. Khoảng cách từ cái đường thẳng này xuống cái chân này là 1m2, 1m2. Mình cũng đục lỗ như cái cửa thang máy vừa rồi, mình sẽ tạo một cái dầm, mình sẽ đục lỗ bằng cái dầm 5. Đập vào đây là 1m2. Khoảng cách từ cái trung điểm sang hai bên là 0,8. Thực ra nhập vào đây là 0,8. Bây giờ chúng ta sẽ chia. Đầu tiên các bạn quét cho mình cái này. Sau đó vào Metallic chọn chia theo đường thẳng Line Object. Ok. Sau đó chúng ta sẽ xóa cái thằng ở giữa. Đây là cái cửa sổ. Sau đó thì chúng ta có cái thằng này lên trên tầng 8. Các bạn bấm Ctrl R. Sau đó thì chúng ta copy lên trên là 24 mét một thằng. Ok. Cái này thì làm tương tự như cái cửa thang máy vừa rồi thôi. Bây giờ mình sẽ copy lên trên cái tầng 2. Ctrl R. 4m2. Đây mình sẽ chia ra lưới. Edit. Edit Divide và là các bạn vào Mesh Array chia sang lưới. Ok, bây giờ mình xóa này đi. Bây giờ các bạn chỉ việc copy cái thằng này lên 5 tầng trên cùng là 5 5 tầng tiếp theo. Ctrl R này 3m3. Bởi vì các tầng tầng phía bên trên nó là 3m3, đây đây là 5. Ok. Vậy là đã xong vách VC. Còn cái thằng vách VC bên này thì chúng ta sẽ dùng lệnh video. Rồi các bạn vào có thể vào select đi. Tại vì lúc quét thế này ấy, thì nó lại khả năng nó sẽ quét phải cái dầm và cái cột C260. Vậy thì mình sẽ chọn cái select property này. Frame Early Section chọn VC25. Sau đây thì các bạn có thể vào mặt bằng Y bên này và 3D đi để quan sát. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh Mirror, bấm Ctrl R vào Mirror này. Thì cái góc tọa độ chúng ta đang đặt đây, mặt phẳng đối xứng của chúng ta là thằng này, mặt phẳng song song với chúng ta OZ, và chúng ta cần một cái trục nữa ở đây, chính là cái trục 3. Chúng ta xác định hai điểm chỗ cái trục 3 này, và hai điểm đó thì đều có chung cái hoành độ x là bằng 11,5 mét. Chúng ta nhập vào đây x bằng 11,5, x2 cũng 11,5. Còn y1 với y2 thì các bạn cho khác nhau, chuyển khác nhau là được. Đây là z rồi, ok. Vậy là chúng ta đã xong vách thang máy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại những cái ô sàn này và các cái dầm. Bây giờ thì cái mặt bằng z bằng 0 này không còn giá trị nữa thì chúng ta xóa đi. Chúng ta di chuyển lên trên mặt bằng tầng 2. Chúng ta vẽ lại những cái dầm và những cái sàn mà chúng ta vừa xóa. Thì đầu tiên là cái sàn văn phòng. Sau đó thì chúng ta vẽ tiếp cái dầm. Đây là dầm D2 30-60. Bây giờ chúng ta bắt đầu bán tải trọng.
Do là tải trọng của các của mặt bằng các tầng thì đều giống nhau. Do vậy mà chúng ta sẽ ván tải trọng cho một mặt bằng trước, sau đó thì chúng ta sẽ copy lên.